Thank you.
Giờ ngày nay là một cuộc vui, nên là chúng ta sẽ có những ấm cám gì vậy? Và mình sẽ đổ các bạn, biết không? Có bao nhiêu nào ở đây? Mình dịu dàng đó, mình làm cuộc tâm. Nhưng ngày hôm nay mình giỏi lắm, mình làm cuộc tâm. Mình làm mu gì ghé. Các bạn ơi, bây giờ mình kể các bạn nghe chuyện chú Cụi nha. Mình kể vào căn nhà đàng hoàng á. Nhạc lên. Các con muốn ở trong rừng, bây giờ nó bị cầm ta.
Ba con ơi,
tập thể thao
công chuyện xong nhớ đưa cây thứ cây tưới nước trong đừng tưới nước đục cây dâu về trời nhớ không tưới nước trong không tưới nước đục cây dâu về trời đúng rồi nhớ rồi mình cứ yên tâm đi mình cứ đi lên rừng đắp bụi đi trời em sẽ tưới con người đừng tưới nước trong cây dông về trời đấy trời ơi bậy bậy ba tại sao nạt mẹ vậy con tự nhiên thế nào trong gia đình người cha phải là gương mẫu nói chuyện với mẹ phải chịu nha xin lỗi xin lỗi mẹ nói sai không nói sai cũng phải nói nhỏ nhẹ một ngào trong gia đình con được gây gỗ với nhau ba xin lỗi mẹ xin lỗi liền đi xin lỗi em không được trời ơi xin lỗi xin lỗi như là phải chịu nha xin lỗi vậy nè anh xin lỗi mình đó gì đi anh xin lỗi mình mập tôi đã nói chuyện mập nhiều đi em anh thấy có mập không có mập không thì đâu có gì đâu có 149 kg à mập muốn chịu mập ở nhà coi chừng nhà ta nhớ đi nha biết rồi bây giờ nó lên đường đi đó bây giờ nhớ rồi trong đầu nè tưới nước đục đừng tưới nước trong cây dông về trời đúng không các bạn cái gì vậy ông nội này nói đúng mà cô nói xong là sao nói hiểu à bây giờ tưới nước đục hay tưới nước trong nước trong mà bây giờ là chú cụ đi làm rồi dạ thì họ cụ ở nhà phải giặt quần nè dạ nấu cơm nước nè bắt heo nè chăm sóc cây thần kỳ cho đúng dạ. Không chú cụ về chú cụ lại quở trách nữa thôi mà nói yên tâm đi để tôi vô tắm mấy con heo xong rồi tôi chạy ra liền nhà nào cũng vậy nha nhà nào cũng vậy á giờ cực lắm nấu cơm nấu nước dần nhà dòng cửa tắm heo rồi còn phải chăm sóc cây thần kỳ nữa nên là nhà nào cô cũng quần quật hết trơn mà cái đầu óc cổ thì cũng không có nhớ nhiều nữa các bạn xin đỡ khổ nha tám ơi hả mới tắm heo xong bây giờ nghe nước tắm heo này thì mình làm gì tắm thôi nước tắm này nó đuối quá phải nước tắm á tắm mỡ luôn đâu có cái tắm heo xanh cái tắm mỡ luôn trời ơi thằng chi nó cho mùi nó kiểu quá tình nào có mấy chung em hai đứa cố lên.
Thank you.
rồi được có cây nhựa ra sao nên cây nhựa ra sao thì cái tình người này nó đồng hơn chụp cái mình cái gì nha. Thế thì cái này nhiều lần là các bạn thấy mỗi lần là chương trình khác nhau đúng không, mỗi chủ đề là một chương trình là một chủ đề khác nhau để gửi đến quý vị cũng như là cái nào lên mình cũng mình một cái điều cái nào mà các cô chú và mấy em lên luôn lên lên họ học sinh nào